chương trình để theo sự yêu cầu của khán giả quá trời rồi. Xin mời nghệ sĩ Trung Tử Long. Dạ em xin mời nghệ sĩ Trung Tử Long ạ. Phải che. Đứng đâu ạ? À, một lớp trích đoạn được mang tên Chuyện Tình Hà Mặc Tử. Xin mời tất cả cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trời ơi, không biết giờ phút này tôi mang cái bệnh trạng gì đi nữa. Không lẽ cơ thể này nó mất rồi, sự sống rồi sao? Không lẽ quanh người của tôi có sự rình rập của tử thần? Chờ đúng giờ đúng khắc là đưa tôi về coi. Tình ai cho nặng gánh phiêu bồng. Mong cầm ơi có bài trên đây là người sao đang còn ai sẽ tay anh làm vỡ ca tụng nhắc nhở tình mình qua mấy mùa trăng. Trăng không còn là trăng của tình duyên mà trăng treo chơi chơi trên cành liễu đổ đời chờ tấm lạnh vào gió xuống đêm ướt đẫm bờ vai của người bạn chung tình. Mai tình em giận rồi, em giận là phải rồi. Ca sĩ chút xíu nên nếu mà có thời gian thì chúng ta lâu sẽ hát lại. Xin chào. Vậy xin cảm ơn những cánh hoa thân thương của toàn thể với cô chú anh chị đã gửi đến cho nghệ sĩ Trung Tử Long.